Sau đây là kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 2 tháng 8 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0, 5. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0, 6, 6. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1526, 5527, 5853. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8725. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 23831, 90168, 70061, 94789, 96791, 48343, 15568. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 19857, 55403. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 47064. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 67524. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 852874. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 852874.